Arsenal đã giành chiến thắng trước Chelsea sau lật đá luân lưu trong trận tranh siêu cúp nước Anh vào tối 6 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Đây là trận đấu đầu tiên tại Anh áp dụng lật đá luân lưu mới với tên gọi ABBA và nhiều cổ động viên Chelsea đã tỏ ra không hài lòng với lật đá luân lưu này. Theo đúng tên gọi ABBA, sau khi một cầu thủ bên phía Chelsea thực hiện quả đá luân lưu đầu tiên, thì liên tiếp hai cầu thủ của Arsenal sẽ đá hai quả tiếp theo, rồi lại đến lượt hai cầu thủ của Chelsea thực hiện tiếp. Lý giải về điều này, UEFA đưa ra số liệu chứng minh 60% đội đá luân lưu trước thường giành chiến thắng và đội đá sau luôn có áp lực tinh thần nặng nề hơn và luật ABBA cho phép cả hai đội đều được có cơ hội đá luân lưu cả trước lẫn sau. Tuy nhiên, nhiều cổ động viên Chelsea cho rằng luật mới này khiến đội nhà gặp áp lực lớn hơn khi trước đó cả hai cầu thủ Arsenal đều đã sút thành công. Ngoài ra, nhiều người cũng cho rằng luật này làm giảm cảm xúc hồi hộp chờ đợi trong mỗi màn đá luân lưu, điều mang lại sức hấp dẫn vô cùng lớn trong bóng đá. Cựu đội trưởng của Liverpool, Steven Gerrard cũng lên tiếng phản đối ABBA. Tôi thích luật đá luân lưu cũ hơn, dù nó căng thẳng nhưng lại thú vị. Trong một số cuộc bầu chọn về sự yêu thích với luật đá luân lưu cũ và mới trên một số trang báo của Anh, cách đá luân lưu truyền thống vẫn được người hâm mộ lựa chọn nhiều hơn với số phiếu áp đảo.